Tiểu sử cầu thủ Dũng Quang Nho U23 Việt Nam. Dũng Quang Nho sinh ngày 1 tháng 1 năm 2000, là người dân tộc Chăm, sinh ra và lớn lên ở vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận. Tài năng bóng đá của Dũng Quang Nho được bộc lộ từ rất sớm. Khi còn nhỏ, anh được coi là thần đồng. Trong những trận bóng với các bạn đồng trang lứa, Nho luôn là người nổi bật nhất. Bố của Nho đã mạnh dạn đưa cậu con trai lên phố núi ứng tuyển, rồi may mắn được lựa chọn trở thành học viên của lớp năng khiếu khóa 3, Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2016, khi Dũng Quang Nho bước sang tuổi 16 đã được câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đưa lên đội U19 để thi đấu giải vô địch bóng đá U19 Việt Nam. Năm 2018, Quang Nho đã vinh dự được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam và đã có màn thể hiện rất tốt. Năm 2019, Dũng Quang Nho tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Sở hữu chiều cao 1m72 và nặng 66kg, Dũng Quang Nho thường xuyên được xếp đá ở vị trí tiền vệ trụ, với nhiệm vụ dọn dẹp ngay trước hàng thủ, giúp thu hồi bóng cho hàng tiền vệ.